Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quốc tự quận 10, Ban trị sự Phật giáo thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho Chư Tôn Đức thuộc Ban kiểm soát, pháp chế và kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 10, 2022-2027. Chứng minh và tham dự có trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Huệ Văn, cố vấn Ban trị sự Phật giáo thành phố, Chư Tôn Đức Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố, Chư Tôn Đức Ban thường trực Ban trị sự, thành viên các ban kiểm soát pháp chế và kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện các cơ quan ban ngành thành phố. Đại diện cho các ban phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Ban trị sự kiêm trưởng Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của các ban. Qua đó, Hòa thượng cũng khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể thành viên Ban kiểm soát, pháp chế và kinh tế tài chính trong nhiệm kỳ mới, góp phần đưa con thuyền Phật giáo thành phố ngày càng phát triển vững mạnh. Tại hội nghị, Trịnh Tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự do Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng ban trị sự ứng ký cho Chư Tôn Đức thuộc Ban kiểm soát, pháp chế và kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 10. Theo đó, quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với 42 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức làm trưởng ban. Ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với 38 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức làm trưởng ban. Ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh với 32 thành viên do Thượng tọa Thích Truyền Cường làm trưởng ban. Đại diện cho các ban phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, Thượng tọa Thích Truyền Cường, trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, phát nguyện sẽ quyết tâm đem hết tâm lực trí lực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sáng ngời trang sử Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Thiện Quý, phó ban chánh thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chúc mừng Chư Tôn Đức vừa nhận quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của các ban, ban kiểm soát, pháp chế và kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 10. Thịnh tọa tin tưởng với đội ngũ nhân sự tài năng và nhiệt huyết trong nhiệm kỳ này, các ban sẽ tạo được nhiều thành tựu lớn lao góp phần phát triển Phật giáo thành phố trong tương lai. Hội nghị kết thúc sau phần phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Hiển Đức, trưởng ban pháp chế Phật giáo thành phố.